Thí sinh Cà Mau trượt tốt nghiệp vì ngủ quên trong giờ thi. Mới đây ngày 2 tháng 8, thầy Lê Chí Nguyễn, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển, thành phố Cà Mau đã lên tiếng xác nhận việc nhà trường để lọt một thí sinh trượt tốt nghiệp trong kỳ thi vừa qua. Đó là trường hợp của em HNT, học sinh lớp 12 chuyên vật lý của trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển. Theo lời kể của thí sinh này, sau khi nhận đề, em đã làm nháp vào tờ đề gần hết số câu hỏi trong đề thi nhưng lại chưa hề điền vào phiếu trả lời. Trôi qua 15-20 phút của thời gian thi, em mệt quá nên gục xuống bàn khi nào không hay. Và tới khi giám thị kêu nộp bài thì phần trả lời không có gì hết vì em không kịp để điền đáp án. Hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển nhận định rằng em HNT học giỏi và nằm trong đội tuyển môn vật lý của trường. Với học lực của T thì em thừa sức đậu đại học. Tuy nhiên, việc em ngủ quên trong giờ thi như thế đúng là đáng tiếc và phải chờ đến năm sau thì lại. Trước sự việc trên, ông Phạm Việt Hưng, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển cho hay, về quy chế thì giám thị coi thi làm đúng quy chế thi. Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và phòng thi, giám thị coi thi chỉ có thể nhắc nhở chung, không thể nhắc nhở riêng một thí sinh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Hãy bấm đăng ký kênh Chuyện Gì Thế để cập nhật những thông tin mới nhất từ chúng tôi nhé!